Xin mời kính chào khán giả của Nghe Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì cảnh sát Long Beach bắt một thanh niên cầm súng đạn bằng sơn đặc. Tin đến từ California, Cảnh sát ở Long Beach đã bắn một thanh niên 28 tuổi vào sáng ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 10 khi mà người này đeo khẩu súng đạn bằng sơn đặc và khai muốn tự sát. Nhà chức trách cho biết là các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng người thanh niên và khẩu súng bắn đạn bằng sơn đặc đã bị tịch thu. Cảnh sát được điều động đến hiện trường vào khoảng 1 giờ 4 phút sáng sau khi có tiếng súng ở khu phố 1900 đường Harbor Avenue. Nhân viên công lực đến hiện trường đầu tiên phát hiện một người đàn ông chỉa vũ khí về phía cảnh sát, có vẻ là một khẩu súng. Báo cáo cho biết trước hoàn cảnh này, một cảnh sát rút súng bắn vào nghi can làm đương sự bị thương. Nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa người thanh niên đến bệnh viện để điều trị vết thương do bạc đạn, đạn bắn và phần dưới của cơ thể. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ nổ súng và nghi can nói với cảnh sát rằng là anh dự định tự tử. Liên quan đến phần tin khác, thì đại dịch Covid-19 làm dân ở Texas xếp hàng từ 2 giờ sáng để lấy bằng lái xe. Do hậu quả từ đại dịch Covid-19 mà người dân phải xếp hàng dài từ 2 giờ sáng bên ngoài các trung tâm dịch vụ lớn của Bộ An toàn Công cộng Texas, viết tắt là DPS ở Carrollton, Garland và những nơi khác trên khắp miền Bắc của Texas để được cấp bằng lái xe theo đài KSAS-TV. DBS cho biết tình trạng khách hàng tồn động diễn ra kể từ khi các văn phòng cấp bằng lái xe mở cửa lại vào tháng 7 năm 2020 và các cuộc hẹn phải được đặt trước hàng tháng, nhưng mỗi ngày người dân vẫn xếp hàng, chờ đợi để lấy chỗ cho những cuộc hẹn dự phòng, do các văn phòng và trung tâm quy định ai đến trước thì được phục vụ trước, hoặc được vào sớm hơn nếu có người hủy hoạn. Vào hồi năm 2018, thì trước khi đại dịch, tiểu bang Texas cung cấp thêm kinh phí cho DPS để tuyển dụng thêm 100 nhân viên mới. Tuy nhiên, vấn nạn nêu trên vẫn tiếp diễn. Khách hàng tại các trung tâm của Carleton và Garland kể với phóng viên rằng ngay từ trước 6 giờ sáng đã có tới 100 người xếp hàng chờ và đôi khi chỉ có 25 người nhận được gọi. Một cư dân tên là David à Browley bông đùa rằng ngày đầu tiên nhìn thấy xếp hàng dài như thế này thì tôi cứ nghĩ rằng là mọi người đang chờ mua vé xem hòa nhạc. Còn cô Thacker là một người xếp hàng khác chưa biết. Đây chắc chắn là một trải nghiệm khó quên trong thời kỳ Covid-19 vì cô chưa bao giờ tưởng tượng được là phải xếp hàng vào lúc khoảng 3 giờ sáng. Trước khi đến văn phòng cấp giấy phép lái xe, văn phòng DPS khuyên mọi người nên kiểm tra kỹ các giấy tờ cần thiết nhằm phải tránh quay trở lại liên quan đến phần tin khác của mới tại Hoa Kỳ thì Mỹ thiếu tài xế xe tải trầm trọng đưa mức lương một 100.000 mỹ kim để chiêu mộ. Tính đến từ Phoenix, Arizona, nhu cầu tuyển dụng tài xế xe tải đang tăng cao và các công ty sẵn sàng trả lương hậu hĩnh để chiêu mộ nhằm đáp ứng những nhu cầu giao hàng bùng phát trước mùa nghỉ lễ cuối năm. Báo Arizona Family dẫn lời các tài xế cho biết, số tiền kiếm được rất nhiều nhưng công việc rất là mệt mỏi do thiếu sự à, tài xế rất là nghiêm trọng trên khắp đất nước chuỗi cung ứng bị thiếu hụt khắp nơi, vì vậy mà mất nhiều thời gian hơn nữa giữa các chuyến giao hàng. Các công ty hy vọng có những ưu đại lớn về mức lương để giúp giải quyết vấn đề. Ông Tony Bradley, là chủ tịch Hiệp hội Vận tải Arizona cho biết, chắc chắn mức lương 100.000 Mỹ Kim một năm thu hút được mọi người vì không nhiều người nghĩ tài xế xe tải có thể kiếm được đến mức đó. Tuy nhiên, không dễ lấp đầy các vị trí này đủ nhanh vì ông Bradley ước tính thiếu khoảng 80.000 tài xế trên toàn quốc. Ông Raymond Guerrero là tài xế xe tải sống ở Prescott, làm việc cho M&J Trucking, cho biết à, dù lương rất cao nhưng mà lịch trình làm việc tạo áp lực rất là nặng. Ông phải di chuyển liên tục trong 2 tuần và chỉ về nhà trong vòng 3-4 ngày, có thể ở Houston một ngày rồi đi đến Colorado vài ngày hôm sau. Khi ông Uh, Guero mắc kẹt với công việc giữa thời kỳ cao điểm của đại dịch. Rất nhiều tài xế khác đã nghỉ việc hoặc là nghỉ hưu sớm. Khi mà nền kinh tế ngưng trệ vào năm 2020, ông Bradley hy vọng mức lương cao giúp thu hút nhiều tài xế xe hơn. Nhưng cho rằng vấn đề không giải quyết nhanh chóng, cần nhiều tháng để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện tại và vị chủ tịch hiệp hội vận tải khuyến cáo là vì sự chậm trễ giao hàng trong những ngày lễ trước nhu cầu rất lớn, ông kêu gọi mọi người là hãy kiên nhẫn và bắt đầu đặt hàng ngay từ bây giờ. Liên quan đến phần tin khác ở tại Việt Nam thì báo cáo đã báo cáo viên nhân quyền liên hiệp quốc đòi cộng sản việt nam trả tự do cho phạm đoan trang tin đến từ hà nội nhiều báo cáo viên nhân quyền của ủy ban liên hiệp quốc yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản việt nam trả tự do vô điều kiện ngay lập tức cho nhà báo độc lập phạm đoan trang bà phạm đoan trang chỉ là nạn nhân của nhà cầm quyền khi mà họ dùng các cáo buộc mơ hồ về tuyên truyền để kết tội các nhà văn nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền hình sự hóa quyền tự do phát biểu nhằm chia sẻ thông tin Bản tin của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 29 tháng 10 đã dẫn ý kiến của các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về chống bắt giam tùy tiện và chống lại quyền tự do phát biểu như vậy về bà Phạm Đoan Trang. Bà là một trong những blogger Facebooker nổi tiếng nhất tại Việt Nam, bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam suốt một năm vừa qua và chờ kết án. Bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, bị bắt tối ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại Sài Gòn sau nhiều tháng chạy trốn, đội chỗ ở liên tục từ Hà Nội đến Sài Gòn, dù sức khỏe của và rất tồi tệ từ những thương tịch cho đồng thù công an cộng sản Việt Nam. Phạm Đăng Trang là một trong những blogger nổi tiếng nhất của Việt Nam qua những đóng góp trong phong trào vận động dân chủ hóa Việt Nam qua những bài viết sắc sảo trên mạng và một số sách như là chính trị bình dân, Cẩm năng nuôi tù, phản kháng phi bạo lực và tài liệu tranh chấp đất tại cánh đồng Sên, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội gây tiếng vang rất lớn. Tuần trước, thì tòa án Cộng sản Việt Nam cũng đã thông báo là tạm hoãn phiên tòa xử bà vào ngày 4 tháng 11, lấy cớ là một số kiểm sát viên và cách ly liên quan đến dịch Covid-19 và người ta không biết bao giờ thì phiên tòa sẽ mở cửa trở lại. Bà bị chế độ vu cho tội là làm tàn trữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin tài liệu chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Bản án có tới 12 năm tù theo khoảng 1 điều 117 luật hình sự. Điều luật bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là ngược với công ước quốc tế và về các quyền dân sự và chính trị mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết. Bản ý kiến của các báo cáo viên Nhân quyền Liên Hiệp Quốc viết rằng, như chúng tôi nói nhiều lần trước đây, Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam dùng để khép tội bà Trang thì mơ hồ và cũng vi phạm các thông lệ nhân quyền quốc tế. Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hủy bỏ các điều khoản hình sự xâm phạm quyền tự do phát biểu các báo cáo viên cũng nói rằng việc bắt giữ và bỏ tù các cá nhân thực hiện quyền tự do biểu đạt nhằm công bố các vấn đề nhân quyền là ngang nhiên tước đoạt tự do theo luật quốc tế. hồi tháng 9 năm 2021, nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về bắt giam tùy tiện để lên tiếng về trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, cộng sản Việt Nam chống chế độ uh, chống chế rằng là họ chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật nhưng cơ quan vừa kể của Liên Hiệp Quốc lại phản bác cho rằng là các điều khoản của Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam lại đi ngược với quyền dân sự và chính trị mà chế độ Hà Nội đã cam kết thi hành. Liên quan đến phần tin khác, thì kinh tế Việt Nam đã lún sâu hơn vào sự lệ thuộc ở Trung Quốc. Thống kê tình hình xuất nhập cảnh cho thấy nền kinh tế của Việt Nam ngày càng lún sâu hơn vào sự lệ thuộc kinh tế ở Trung Quốc. Hôm 29 tháng 10 thì Tổng cục thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam đã công bố bản báo cáo hàng tháng về tình hình kinh tế xã hội của cả tháng 10 và tổng hợp cả 10 tháng đầu năm 2021. Riêng trong phần báo cáo về tình hình xuất nhập cảng thì TCTK nói là Việt Nam đã nhập cả một số lượng hàng hóa từ Trung Quốc tổng cộng lên tới 89.4 tỷ mỹ kim trong khi xuất cảng sang Trung Quốc chỉ có giá trị là khoảng một nửa khi cộng gộp cả 10 tháng đầu năm nay. TCTK khoe rằng dù cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, nhưng mà tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 bị giảm 0.4% so với tháng 9, nhưng vẫn gia tăng được 4% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Cộng chung cả 10 tháng, Việt Nam xuất cản được 267.93 tỷ Mỹ Kim, tăng 16.6% so với 10 tháng đầu năm 2020. Trong khi đó, lại nhập cản một số lượng hàng hóa tới 269.38 tỷ Mỹ Kim, gia tăng 28.2% so với cùng thời kỳ năm ngoái Theo cơ quan kể trên thì trong 10 tháng đầu năm 2021, Việt Nam chỉ xuất cảng sang Trung Quốc được số hàng trị giá là khoảng 44.2 tỷ mỹ kim, trong khi xuất cảng sang nước Mỹ được tới 76 tỷ mỹ kim tăng 21.9%, xuất cảng sang thị trường ở Âu Châu cũng được 31.7%. Vì ngày càng thâm hụt thương mại với Trung Quốc mà các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam mỗi khi gặp lãnh đạo của Trung Quốc đều kêu gọi Bắc Kinh là gia tăng, mua thêm nhiều hơn nữa các loại hàng hóa Việt Nam Tuy nhiên, thì tình hình không thấy có sự cải thiện nào mà ngày càng thâm hụt nhiều hơn nữa. Năm 2014, khi mà Trung Quốc đưa dàn khoan khổng lồ HD981 tới khoan tìm dầu khí phía nam quần đảo Hoàng Sa, tức trong thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Việt Nam dẫn đến vụ đối đầu căng thẳng giữa hai nước, thì một số đảng viên của Cộng sản Việt Nam cấp cao đã kêu gọi thoát trung nhưng chế độ Hà Nội ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc Trung Quốc về mọi mặt, nhất là kinh tế. Các bản báo cáo hàng tháng của TCTK năm nay, tháng nào cũng đều nói về nhập cảng từ Trung Quốc tăng và các mặt hàng Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc từ máy điện toán, điện thoại đến các loại nguyên vật liệu phụ tùng phục vụ công nghiệp lắp ráp tại Việt Nam, thậm chí cả nông sản dù Việt Nam vốn là nước nông nghiệp. Liên quan đến phần tin khác, thì sau mở cửa, hơn 10.000 người dân ở Sài Gòn thiếu ăn và nói khổ. Sau khi thành phố mở cửa, hơn chục ngàn người ở khắp quận huyện thiếu ăn đối khổ đã mong được giúp đỡ gạo, nhu yếu phẩm. Báo VnExpress đã dẫn lời ông Phạm Minh Tuấn là phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, kiêm phó giám đốc thường trực trung tâm an sinh ở Sài Gòn cho biết, các trường hợp này ghi danh từ hôm 15 tháng 10 đến nay khi mà chương trình thành phố nghĩa tình kết nối yêu thương ra mắt trên app nhu liệu của trung tâm an sinh. Theo ông Tuấn, mặc dù các biện pháp giãn cách xã hội đã được dỡ bỏ gần một tháng nhưng nhiều lao động tự do chưa thể đi làm trở lại à, nên mà cuộc sống còn khó khăn thiếu ăn cần được giúp đỡ hiện đa số người dân đều mong muốn được sự giúp đỡ lương thực và nhu yếu phẩm, ông Tuấn nói. Theo đó, người dân có 3 gói yêu cầu được hỗ trợ gồm có túi ăn sinh trị giá là 300.000 đồng, tiền điện nước điện thoại trị giá 400.000 đồng và gói tổng trị giá là 700.000 đồng. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, để nhận được phần hỗ trợ, thì các yêu cầu trợ giúp sẽ được xã phường thẩm định trên ứng dụng theo tiêu chí ưu tiên người chưa được nhận gói hỗ trợ tiền mặt của thành phố hoặc đã nhận túi ăn sinh nhưng cách đó ít nhất là một tuần chứ không phải ai cũng nhận được. Do vậy mà sau hơn 15 ngày, hiện các các quận huyện chỉ duyệt được là 1680 người trong số hơn 10.000 người ghi danh và dự trù tuần này mới được cấp túi ăn sinh. Trung tâm ăn sinh cũng kêu gọi các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân là cũng có thể truy cập vào app nhu liệu ăn sinh, lựa chọn người khó khăn trong danh sách để ghi danh giúp đỡ trực tiếp. Trung tâm giữ vai trò là giám đốc và điều phối. Trong khi đó thì khoản chi đáng kể nhất từ ngân sách của nhà nước cho việc chống dịch được cấp cho Bộ Y tế với 21.200 tỷ đồng, tức là hơn 10 lần so với chi cho sài gòn cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức buổi sáng của người việt tv hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp